Giờ mình đi thăm thăm mấy cái cây dừa của mình nha anh em. Tại vì mưa á, mình không đi thăm thường xuyên là dễ bị đuông nó tấn công á. Giờ mình đi mình coi cái nào nó có dấu hiệu á thì nó ăn rồi mình xử lý, mình bắt á, bắt này mình lấy cái xác trùng hộp mình bỏ luôn. Chứ giờ có lẽ phải xịt, mà mưa rồi mình không có xịt thuốc ngừa. Xịt thuốc thì ổn hơn, con này nó cắn rồi. Nó cắn rồi mình mới xử lý thì nó cũng hơi trễ, nhưng mà nó đỡ hơn. Nói chung là không có xịt phân thuốc nhiều nên cái lá nó bị mấy con ăn hư cái lá. Chưa tính chuyện mấy cái con đuông nó tấn công nữa. Đuông nó tấn công mình mới bắt. Quay cho anh em xong xíu mình sẽ đi coi kỹ vô luôn. Coi kỹ vô mấy cái nách luôn. Này quay là quay cái chung chung thôi. Chứ mấy bữa nay là mình thấy mưa mình đi là coi như là một cây có thể là một hai con luôn nha anh em, nằm trong nách mình không có phát hiện thì nó ăn mút là gãy đọt. Cây này thì dìm lục nó lựa mấy cây lớn lớn nó ăn không à. Bữa mình xịt cử mà hôm bữa giờ không có xịt rồi. Giờ cây này thì bữa giờ là nó ra cũng mấy cái lưỡi mèo, nhưng mà cái tỷ lệ đậu trái á, không có nhiều anh em ơi. Chạy cái dừa tơ mà. Cái này thì bữa rồi mình dọn mình có quay, mình cắt mô nang hết nha. Mô nang nó ra mình cắt luôn. Ví dụ mấy cái dừa cao mình có leo lên thì mình cắt luôn nha. Đó. Giờ mình cắt mấy cái râu nè. Cái râu này thử nó bị hút. Cái này đâu có xài đâu. Để cho tập trung nuôi trái. Cắt của mình không cắt sát mà cắt dừa lên xíu mà. Cắt sát lại sợ nó quéo luôn. Có mấy cây nó ra mà nó cũng quéo luôn. Mấy cái đầu thì mình kỹ mất mà nhiều quá thì mình cũng không có làm hết được. Đây cắt trên đây, cắt trên đó. Như cái này thì mình cắt về, còn này nó còn nhỏ không cắt. Mình qua mình cắt cái cây này, cái buồn này là cái 2 4 6 có 7 trái này. Cái chiến này nó không có nhiều, mình không có xử lý cho nó đậu trái nhiều nữa. Cây dừa nó còn tơ quá nè, để cho nó đậu ít trái thôi. Anh em cứ cắt gì cho nó sạch sẽ, nó bị sâu. Trời, cái sâu ăn, có mấy con sâu nó hay ăn cái bông dừa. Lúc này là chỉ là chăm sóc vườn, mấy cây dừa lớn thì mình cũng có dọn mà nó không quay. Cái gì lớn trên cao đó là mình đã cũng dọn hết rồi. Dừa tơ gì mình dọn mới xuống rồi. Ngày mình làm ít cây thôi, mình siết làm không nổi, mình làm tăng sáng à. Chiều mình làm chuyện khác, chiều có thể mình qua mình xử lý cải rồi rau rồi ở trong cái vườn trong. Còn vườn lớn này thì dừa, cái buồng này nó có được có 2 trái hay nhiêu, đậu cũng nhiều nha anh em. Nó bị rụng cũng khá là nhiều. Đó, thì cây này bữa giờ nó ra gì cho đậu cũng ít, có đậu khoảng có đậu nhiều. Nếu mình xử lý cho nó đậu nhiều thì sợ cây dừa tơ đậu nhiều quá nó cũng mất sức. Đó, để khi nào mà cây nó khoảng được 36 tháng thì mình phải xử lý cho nó đậu trái nhiều. Nó ra nhiều thì mình cho đậu nhiều luôn. Lúc này cái bài dừa đường phèn với lại gừng á chị cái bệnh nè, với lại ngừa á thì nó rất hay, nên cái giá dừa giờ nó cũng lên nha. Nhưng mà do cái việc vận chuyển rất khó khăn, bên xe tải dịch vụ nào nó có cái đăng ký luồng xanh thì nó mới đi di chuyển, còn không ngoài ra là ở đây mình chỉ phục vụ cho bà con gần ở đây thôi. Hôm qua hôm kia là khu gần mình đây là cách 1 2 hộ là test là nhanh là báo là có 33 ca nha. Anh trưởng ấp báo lại cho mình như vậy đó. Thì bây giờ nó cũng sáng vách nhà mình dữ lắm rồi. Đây mình cũng cẩn thận lắm, mình không có dám đi bậy bạ, cũng không có dám. Nhưng mà giờ trong không khí nước nó bị nhiễm như vậy thì nếu mà anh em biết được cái bài này thì anh em chia sẻ cho những người họ đang có bị, họ uống để họ đỡ nha anh em. Cái này về thần phần tâm linh thì ai tin dùng nha, chứ còn mình không có nói là cái nào hay nào không hay hết. Thì nó có nhiều cái bài, ví dụ mình gần mình có
khu mình có dừa, có đường phèn với lại gừng thì mình làm, còn có mình xài bài khác. Đó, nó có nhiều cái bài chia sẻ lắm, cũng có thuốc nữa đó. Thì giờ tình hình là tính mạng con người ta là giống như ngàn cân treo sợi tóc, giờ không biết ai là ai hết nè. Giờ mình ra ngoài là không biết ai là có nguy cơ. Có anh em thì hết sức cẩn thận. Mình nay giờ cũng ở nhà hổm giờ từ mấy tháng rồi. Có gì dụng đó trồng rau trồng đồ. Qua mình cũng nhận được có hỗ trợ theo cái công văn 2876 á, thì hỗ trợ cho tất cả người dân bị ảnh hưởng do Covid khó khăn ha. Dù mình có làm buôn bán kinh doanh gì thì khi mà ảnh hưởng thì mình đều hưởng gói cái này hết nha. Anh em có cần thì cứ lên trên cái Zalo mình cũng chia sẻ những cái bài có anh Nguyễn Linh hỗ trợ đó, mỗi lần dân hỏi và dân đáp đó. Anh em thấy hay thì nhớ bấm đăng ký, bấm like cho mình, cho mình chia sẻ ha. Nó chủ yếu là cái clip này mình làm về cây dừa thôi, mình sẽ nói mấy mé thêm một phần nữa thôi. Anh em có biết thì cứ chia sẻ cái bài đó cho những người xung quanh mình để họ dùng để ngừa nha. 7 đến 5 ngày thì mình dùng một lần, nó uống ấm ấm.